Thiện tai, thiện tai, chào tất cả mọi người. Biển khổ vô biên hồi đầu thị ngạn. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm về phần thiền. Thiền là một trạng thái tâm tĩnh lặng mà chúng ta đó là trạng thái chúng ta quay trở về tìm lại chính mình tìm lại cái tâm thanh tịnh giống như một dòng nước mà không có gợn sống còn như người phàm chúng ta thì thường ngày là thường bon chen tranh giành chạy theo rất nhiều thứ chạy theo những tham muốn thế tục rất là nhiều tranh ăn tranh mặt tranh ở vân vân và tóm gọn lại là cũng trong sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ sắc là những hình tướng xinh đẹp sắc đẹp tài là tiền tài vật chất danh là danh thơm tiếng tốt quyền lực thực là ăn ngon ăn uống cho thỏa mãn cái vị giác thùy là ngủ nghỉ cho sướng thân hầu hết cũng đều nằm trong những cái tham muốn đó danh lợi tình tiền một đời người mà phàm phu chúng ta thì hầu hết đều chạy theo những thứ này suốt một cuộc đời nên ai mà biết giác ngộ sớm biết quay về tìm lại chính mình tìm lại cái tâm thanh tịnh của mình là người khôn ngoan giác ngộ nhất chứ không phải những người mà anh hùng cái thế mà chạy theo những thứ bên ngoài nhiều là hay chúng ta càng tranh nhiều càng tham nhiều thì càng khổ nhiều và càng tạo nghiệp nhiều thiện tài thiện tài bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nói về thiền thì đầu tiên chúng ta muốn tâm thanh tịnh muốn thiền định được thì đầu tiên phải giữ giới lấy giới làm thầy giới năng sanh định định năng sanh huệ sự được giới kỹ tâm sẽ định được khi thiền định được lâu thì trí huệ sẽ khai mở đầu óc chúng ta sẽ sáng suốt hơn minh mẫn hơn nhìn nhận được cuộc đời này một cách rõ ràng chân thật hơn chứ không mê mụ như những người mà còn chưa giữ giới chưa có thiền định những người mà còn ăn thịt uống rượu còn phạm nhiều giới vân vân đầu tiên là giới sát là không sát sanh mà phải phóng sanh là mình thấy những con vật nào mình cứu được thì nên cứu, nên tha được thì nên tha. Thí dụ như ruồi, mũi, kiến, chuột, gián chúng ta cũng không nên giết chúng. Chúng cũng là một sinh linh, cũng là một sinh mạng. Sát sanh hại vật không thì muốn thiền được thì không chúng ta không sát sanh hại vật ăn thịt buôn loài phải ăn chay ít nhất một tháng 10 ngày Rồi 20 ngày còn lại là tuyệt đối không ăn không giết những con vật lớn đã có máu đỏ, có tánh linh gần giống như con người chúng ta mà chỉ ăn những con cá nhỏ tép nhỏ, những loài mà còn nguyên tính, những con mà chưa có máu. Như vậy thì vừa tốt về mặt dinh dưỡng mà vừa tốt về mặt tâm linh nhân quả. Rồi nếu ai tiến tới ăn trường chay được là tốt nhất giữ giới càng kỹ càng tốt thì chúng ta sẽ thiền định được càng sâu hơn càng lâu hơn không sát sanh mà phải phóng sanh rồi thứ nhì là không trộm cấp mà phải bố thí bố thí thì gồm ba loại là bố thí tài thí là tiền tài vật chất đồ ăn thức uống vân vân vô ý thí là bố thí sức lực và pháp thí là bố thí pháp cho người mình bản thân mình tu tập rồi mình khuyên những người xung quanh mình tu tập theo hướng thiện ăn chay tu hành hướng thiện theo pháp thí là tốt nhất còn nếu ai có điều kiện mà tài thí vô ý thí luôn cũng càng tốt rồi thứ ba là không tài dâm mà phải tiết dục nếu ai sống đời thì chỉ nên một vợ một chồng thôi không được nhiều vợ nhiều chồng không được ngoại tình vân vân hay quan hệ bất chính vân vân hoặc quan hệ ngoài vợ chồng rồi nếu sống đời một vợ một chồng thì tốt thì cũng phải biết tiết dục một con hoặc là hai con tối đa thôi. Nếu ai mà quá hai con là cũng là phạm giới không biết tiết dục. Rồi nếu những cặp vợ chồng nào mà chưa có con mà giác ngộ tu hành được là viên mãn nhất. Những gia đình nào mà càng nhiều con cháu, càng nhiều của cải thì về lâu dài sẽ càng nhiều rắc rối thị phi nhân ngã. cho nên mới có câu là con là nợ vợ chồng đồ ăn ra cửa nhà là nghiệp chướng thêm một sanh linh trên cuộc đời này là thêm một nhân khổ đau sanh tử luân hồi thêm một cái nhân tranh giành ăn mặc ở bệnh thêm một cái nhân thị phi rắc rối nhân ngã vân vân rồi tiếp theo là không nói dối không vọng ngữ không đâm thọc chuyện không nói có chuyện có nói không không nói lời thô tục gian dân, dân dối mà phải nói lời chân thật ngay thẳng dịu dàng hay nói xấu người khác cũng là không tốt nói xấu người khác rồi tự ca ngợi mình cũng là không phải hay chúng ta là người học đạo thì nên càng khiêm tốn càng tốt rồi tiếp theo giới thứ năm là không uống rượu bia không dùng rượu bia cà phê thuốc lá cờ bạc và dùng những chất cây xe gây nghiện như là thuốc lá thuốc thuốc lắc hoặc là ma túy rồi vân vân những thứ mà làm tâm trí của chúng ta mê mờ điên đảo tuyệt đối không dùng chỉ cần chúng ta giữ kỹ được năm giới này chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được cái tâm thanh tịnh của mình và sẽ thiền định được Rồi đầu tiên nếu mà người mới tập thiền thì chúng ta nên tập tư thế bán già là tốt nhất. Là một chân chúng ta để dưới, rồi chân kia gác lên. Mình thuận hướng nào thì mình để theo hướng đó. Bên nào lên, bên nào cũng được, tùy theo mỗi người. Còn như mình thì mình thuận bên này, Thế mình gác thường là gác cái chân bên phải lên Người mới đầu tập ngồi thì có thể sẽ không ngồi được lâu Mới tập thì chúng ta nên ngồi khoảng 15 phút, 20 phút, 30 phút là tốt rồi Ai mà tu tập được lâu dần thì chúng ta ngồi tăng lên nửa tiếng đến 45 phút một tiếng Thiền định càng lâu thì trí huệ chúng ta sẽ càng khai mở hơn. Với năng sinh định, định năng sanh huệ, huệ năng. Trí huệ khai mở. Trí huệ càng nhiều thì đầu óc chúng ta sẽ càng sáng suốt, càng tiến gần đến chân lý giải thoát giác ngộ hơn. Mới đầu thì chúng ta tập ngồi bán già. Tu tập lâu dần để chúng ta ngồi qua được kiết già. Là tư thế mà chúng ta đi vào thiền định tốt nhất. Nhưng mà mới đầu thì chúng ta tập ngồi kiết già được là tốt lắm rồi. Quan trọng là phải giữ giới cho kỹ thì tâm chúng ta mới định được. Còn nếu không thì chúng ta ngồi vào cái tư thế thì cũng là ngồi để mà thư giãn thôi chứ tâm chúng ta cũng không định được rồi tâm trí chúng ta cũng tán loạn suy nghĩ tung luôn lung tung giống như tâm khỉ thôi cho nên đầu tiên là phải giữ giới phải ăn chay ít nhất là 10 ngày còn là người phàm như chúng ta muốn tu thành để cho tâm hồn linh hồn chúng ta tiến lên cảnh giới cao thượng hơn là phải giữ giới thôi phải ăn chay còn những hàng thánh rồi á như là tế điên hòa thượng thì khác rồi đối với họ thì không còn chấp trước nữa cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ đối với hàng thánh thì không còn quan trọng còn như còn là người sơ cơ còn là phàm như chúng ta thì đầu tiên là phải lấy giới làm thầy thôi chứ không có chuyện mà chúng ta ăn mỗi ngày ăn thịt cá cà phê thuốc lá rượu bia mà thiền định được là không bao giờ có nếu có là cái đó là tà định chứ không phải là chánh định nữa thiện ác hữu báo nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai nhân quả ba đời không sai biệt xa trả con cháu gần trả mình gần nhất là ba đời là đời ông đời cha là đời đền đến đời con cháu chúng ta rồi ba kiếp là hai kiếp trước và kiếp này của chúng ta còn chuyện mà kiếp trước kiếp sau á thì đã có rất nhiều bằng chứng cụ thể là những những bé nhỏ mà nhờ có tu tập nên còn nhớ được tiền kiếp rất là nhiều còn như người phàm phàm phu mà sơ cơ chúng ta thường làm bị những thứ dục nhiễm thế gian làm cho mê mờ tâm trí nên không còn nhớ chuyện của quá khứ nữa không còn nhớ tiền kiếp nên chúng ta muốn đạt tới cảnh giới mà nhìn thấu được quá khứ gì lại thì chúng ta phải tu tập thôi tới cảnh giới mà đắc đạo mà có được uh, túc mạng thông là chúng ta nhìn thấu được nhiều đời nhiều kiếp nhưng mà cái phần thông cũng là sợi đỏn thôi nó không giúp chúng ta giải thoát được quay trở lại là trong cuộc sống hiện tại nếu chúng ta mà biết tinh sâu thiện ác nhân quả ăn chay sống thiện lương làm lành lánh giữ tu tâm dưỡng tánh tu nhân tích đức tu phước thì không bao giờ là thiệt thòi ngay ở hiện tại và ở cả tương lai rồi chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe nhiều niềm vui ăn lành hạnh phúc trong cuộc sống và sớm ngày giác ngộ quay về bờ giác mà thoát khỏi sông mê thiện tài thiện tài